Đứng lên, ta kêu để đứng lên. Làm gì vậy? Đừng quấy rầy ta. Ta đang uống rượu. Ta hỏi đệ, sư phụ có phải do đệ giết? Rượu này rất ngon. Sao lại đập bể bình rượu của ta? Trả lời đi. Huynh có uống không? Nói. Rượu của ta. Nói. Không cho uống thì thôi. Sao lại đánh ta như vậy? Sao lại đánh ta chứ? Đáng ghét. Muốn trốn à? Để xuống đây cho ta. Sao đánh ta hoài vậy? Để mở mắt ra nhìn cho kỹ. Mở mắt to ra à? Thế gian này có cái gì đáng để nhìn chứ? Không mở. Sư phụ tới rồi. Đệ cũng không muốn nhìn à? Sư phụ, con có lỗi với người. Đệ hãy nói cho sư phụ nghe, tại sao lại giết người? Tại sao? Sư phụ. Ta cho đệ một cơ hội sống. Đánh đi. Đứng lên. Tại sao lại giết sư phụ? Tại sao vậy? Sư phụ, con tới đây. Sư phụ. Sao lại không giết ta? Giết ta đi. Chẳng lẽ huynh quên mất sư phụ làm sao mà chết à? Sư phụ bị ta hại chết. Giết ta đi. Ngụy Không, sao lại không cho ta chết? Tại sao vậy? Huynh nói đi. Huynh là đồ ngốc. Huynh là đồ vô dụng. Để làm gì vậy? Để điên rồi à?
Tại sao lại hại chết sư phụ? Sao đệ không giết sư phụ? Bởi vì ta có một người cha tốt. Thế gian này thật kỳ lạ. Tại sao Uông Trực không phải là cha của người khác? Tại sao Uông Trực lại là cha của đệ? Có lẽ kiếp trước ta đã tạo nghiệp, nên kiếp này mới bị quả báo. Phật Pháp ở thế gian chưa từng rời xa thế gian. Sư phụ kêu chúng ta tới Ninh Ba Thành này chính là để chúng ta thấy khổ nạn của thế gian. Nếu như đệ được chọn lại, đệ có tới đây không? Ta sẽ không tới. Ta cũng không tới. Nếu chúng ta không tới thì có lẽ sư phụ đã không chết. Trước giờ ta luôn muốn biết tại sao cha mẹ không cần ta. Để có được câu trả lời, ta đã vất vả đi tìm cha mẹ. Nếu như ta biết có kết cục của ngày hôm nay, ta đã không tìm cha mẹ, tìm làm gì? Tránh ra. Nguyệt Văn, ngươi còn về làm gì? Ngươi không phải gian tế à? Đúng vậy, đồ gian tế. Chính hắn hại chết đại cứu sư phụ, còn dám về à? Ngươi về làm gì? Đi đi. Cút đi. Ngươi còn về làm gì? Đồ gian tế. Ngươi hại chết đại cứu sư phụ. Cút đi. Cút. Đồ phế vật, cút đi. Đồ gian tế. Nguyệt Văn, là đệ thật à? Đệ về đây làm gì? Tuy ta không phải đệ tử Thiếu Lâm, nhưng ta phải giải thích cho Thích Giới Quan biết, giải thích cho Phương Trượng Sư Thúc hiểu, giải thích cho huynh đệ Thiếu Lâm hiểu. Ta muốn gặp Phương Trượng Sư Thúc. Sư Thúc, sư phụ vì con mà chết. Mỗi một người đều có nhân duyên của mình, con không nên tự trách. Con tận mắt nhìn thấy cha con giết chết sư phụ của con, nhưng mà con không cứu được ông ấy. Phương Trượng, chẳng lẽ đây không phải là lỗi của con sao? Cha con là ai? Ngũ Phong Thuyền Chủ. Sai. Phương Trượng, ông ta thật sự là cha ruột của con. Con người con vẫn còn rất cố chấp. Ngũ Phong Thuyền Chủ là ai? Con là ai? Con ta là ai? Tất cả đều là hư ảo. Con không cần để ý vào những thứ hư ảo. Bồ đề vốn không phải cây, gương sáng chẳng có đài.
xưa nay không một vật, không chỗ nào dính trần ai. Dứt bỏ ảo tưởng mới tìm được bản tính vốn có của con. Các huynh đệ, bây giờ chúng ta xuống núi cứu Thích Kế Đoan. Đi thôi. Ngày mới đã bắt đầu rồi. Nguyệt Văn. Sư phụ, sư phụ. Nguyệt Văn. Nguyệt Văn. Nguyệt Văn. Nguyệt Văn. Bất tư thiện, bất tư ác, cái nào mới là con người thật của con? Con đã nhìn rõ con người thật sự của mình. Con đã biết con là ai rồi sao? Con biết rồi. Đa tạ phương trưởng. Con không tự trách mình nữa. Quá khứ là hư không, tương lai cũng là hư không. Sao phải vì những thứ này mà đau khổ? Lý Nhược Lan đã mất tích. Cô ấy bị Qua Khấu bắt đi có phải không? Đao pháp của một võ sĩ chú trọng sự di chuyển của thân thể. Mỗi một võ sĩ đều phải biết lợi dụng địa hình không gian, di chuyển linh hoạt và xuất chiêu nhanh gọn. Cũng có nghĩa là nhảy phải nhảy thật cao, bước phải bước thật xa. Võ sĩ không chỉ xuất chiêu bất ngờ mà còn phải trấn áp được đối thủ, đưa đối thủ vào thế bị động, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Là đệ. Đệ tới làm gì? Ta tới để cáo biệt huynh. Đệ muốn đi đâu? Liệt Biểu Sơn. Ta hỏi đệ, tới đó làm gì? Đệ muốn quy thuận Ngũ Phong Thuyền Chủ à? Nhược Lan ở Liệt Biểu Sơn. Đệ muốn đi tìm cô ấy. Từ trước tới giờ, ta luôn đi tìm. Trước đây là tìm cha mẹ ta. Sau đó tìm cha ruột của ta. Cuộc đời của ta chỉ biết đi tìm người khác. Cuộc đời của mọi người đều gắn với hai chữ đi tìm. Điều khác là có những người đi tìm tiền bạc, danh vọng hoặc quyền lực. Còn có những người đi tìm tình yêu. Có những người đi tìm hạnh phúc. Bây giờ ta mới phát hiện thứ ta nên tìm là bản thân của mình. Để tìm được bản thân rồi à? Vậy để là ai? Không ai là ta. Ta cũng không phải ai. Những thứ bây giờ đều đã khác. Có khác gì đâu chứ.
Ta biết chúng ta tới đây là vì cái gì. Chúng ta tới là vì hòa bình, để mọi người trong thiên hạ đều được sống yên bình. Đây cũng chính là điều mà Bồ Tát đã dạy. Chúng ta có làm được không? Chỉ cần chúng ta cố gắng, chúng ta chắc chắn làm được. Nhưng để tới Liệt Biểu Sơn, chắc chắn khó trở về. Thật ra thì tất cả mọi người đều phải tới thế gian này, tất cả mọi người đều phải rời khỏi. Nếu đã nhất định phải đi, sớm hay muộn có khác gì nhau? Bảo trọng. Tiểu Phúc. Cha, sao con lại tới? Con không làm tăng binh nữa à? Cha, con đã nghĩ thông rồi. Bây giờ con không còn là đệ tử Thiếu Lâm nữa. Cha là Ngũ Phong thuyền chủ, bây giờ là Tịnh Hải Dương. Con không hận cha chứ? Cha, con biết cha làm như vậy đều là vì con. Con không có lý do gì để hận cha cả. Con nghĩ từ lúc con được cha mẹ sinh ra, tương lai của con đã được quyết định. Cha mẹ cho con sinh mạng, tương lai của con cũng thuộc về cha mẹ. Con ngoan. Con là con ngoan của cha. Cha, con ngoan. Phụ Dương, Hải Phong à, mau tới chào đệ đệ của con đi. Hải Phong huynh, đệ gọi ta là huynh à? Huynh không nghe nhầm đâu. Đệ không muốn giết ta sao? Ta không muốn giết huynh đệ của mình. Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa. Lại đây. Một đứa là con ruột của cha, một đứa là con nuôi. Hai đứa đều là con của cha. Sau này hai đứa sống chung nhất định phải hòa thuận. Phải nhớ không được cãi nhau, có biết chưa? Nguyệt Giang không còn hận con, làm cho con cảm thấy rất vui. Xin lỗi đệ Nguyệt Giang, mấy nhát đau đó đã chém lầm. Hay là để chém lại đi. Lúc nãy cha đã nói, chuyện đã qua lâu rồi, ta đã quên hết. Được, chúng ta hãy quên hết. Phải rồi, con mau đi kêu các huynh đệ tới, chuẩn bị tiệc nghênh đón Tiểu Phúc. Dạ. Tiểu Phúc à, để cha nhìn con kỹ một chút. Cha, tóc cha bạc rồi. Con tới đây lâu rồi mà chưa để tay nải xuống kìa. Đồ ngốc. Rốt cuộc ngươi có nói không? Mau Hải Phong, ngươi đừng tốn công phí sức nữa. Có phải ngươi muốn dùng hết mọi cách tra tấn mới chịu dừng lại không? Đề nghị này của cô nghe cũng rất là hay, ta nên cân nhắc lại. Trước giờ ta không thích dùng vũ lực với nữ nhân, nhưng lần trước sau khi dùng rồi cảm giác cũng không tệ. Người đó cô cũng có quen, là Tôn Hải Thanh.
Ngươi đã làm gì tỷ ấy? Cô nghĩ ta còn có thể làm gì? Ngươi là súc sinh. Bây giờ ta sẽ dùng thủ đoạn của súc sinh đối đãi cô. Cô có muốn thử không? Hả? Mao Hải Phong, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi. Sao hả? Rốt cuộc có nói không? Ta sẽ không nói. Không bao giờ nói. Không nói chứ gì. Các ngươi ra ngoài. Dạ. Không nói chứ gì. Qua đây. Buông ta ra. Buông ra. Đồ súc sinh. Ta có làm ma cũng không tha cho ngươi. Không nói chứ gì. Cô có nói không? Cứu giới. Có ai không? Nhược Lan, ngươi là đồ súc sinh. Muốn chống cự à? Có nói không? Đồ súc sinh. Cha. Nhược Lan. Cha. Tịnh Hải Dương tới. Nhược Lan. Nhược Lan. Là huynh đây. Nhược Lan à? Là huynh đây. Nguyệt Văn đây. Nghĩa phụ. Nguyệt Văn. Nhược Lan. Nguyệt Văn. Sao huynh lại ở đây? Cha, có thể thả cô ấy ra được không? Cha, huynh nhận giặc làm cha rồi. Nhược Lan à, ông ấy là cha ruột của huynh. Đây là sự thật không thể nào chối cãi. Cho nên huynh thừa nhận. Muội không thể nào tin huynh lại thật sự làm như vậy. Nhược Lan à, sao huynh có thể làm như vậy? Các ngươi không cần thả ta ra. Ta không cần. Nếu thật sự không thể thay đổi thì chúng ta cần phải bình tĩnh tiếp nhận. Ta không thể tiếp nhận. Uông gia các ngươi đều là một đám bỉ ổi. Nhược Lan, muội biết là ta rất thích muội mà. Không đâu. Huynh không phải thật lòng thích ta. Nếu huynh thật lòng thích ta, huynh đã không làm cho ta buồn. Nhưng mà bây giờ huynh lại. Nhược Lan, rất nhanh thôi muội sẽ biết ta thích muội nhiều cỡ nào. Đi thôi. Chúng ta rời khỏi chỗ này trước. Đi. Nhược Lan. Cha. Nhược Lan. Cha. Hải Phong, thả hai người họ ra đi. Tìm nơi nào đó ổn định một chút.
nhân tiện tìm đại phu chữa trị cho hai người họ. Phụ Dương à, như vậy có được không? Cha, con cầu xin cha, thả bọn họ ra đi mà. Con cầu xin cha. Còn không mau đi. Tiểu Phúc bảo, mau đứng lên, thả người ra. Dạ. Cha, đa tạ cha. Nhược Lan à, ta tránh ra đi. Tiểu Phúc, rốt cuộc để có ý gì? Ta thích Nhược Lan. Cho nên ta không muốn người ấy chịu khổ. Để nói thật đi, tại sao để tới chỗ này? Để tới đây để nhận cha, hay là tới làm gian tế? Ta nghĩ chắc bây giờ quân rất hối hận. Tại sao hôm đó không giết chết ta? Có phải quân cảm thấy rất lo lắng ta uy hiếp tới địa vị của quân không? Quân yên tâm đi, cái vị trí thiếu thuyền chủ đó ta không hề có hứng thú. Ta chỉ muốn được ở cạnh cha của mình. Còn nữa, ta chỉ muốn cưới một cô nương mà ta thích về làm thê tử. Chẳng lẽ có gì không đúng mà? Tiểu Phúc, con muốn cưới Lý Nhược Lan thật sao? Hy vọng cha có thể đọc quét dọn sạch sẽ một chút. Mau dán lên đi. Các huynh đệ, hôm nay là ngày vui của đệ đệ ta. Mọi người ráng chịu cực một chút. Được rồi, bên này làm tiếp đi. Hải Phong ca, vất vả cho huynh. Cũng không phải ta không có ngày này. Tuy là tân lương không giống nhau, nhưng mà ta cũng sẽ là tân lang. Các người dán lệch rồi, chỉnh lại một chút. Được được, làm lại ngay. Mọi người cẩn thận một chút. Lão thuyền chủ, nói sao đi nữa, chúng ta cũng đã dốc hết sức. Ông coi trang trí như vậy có đẹp không? Rất đẹp. Cha, thành thân rồi, cuối cùng cũng chờ được ngày này. Cha, chỉ cần thành thân xong, con tin là bí mật đó sẽ không phải chờ quá lâu. Hôm nay không nhắc chuyện này, cha rất vui vì cuối cùng con cũng đã thành thân. Làm tốt tân lang đi, có biết chưa? Thank you.
Hôm nay là ngày vui của ông gia. Lão thuyền chủ, ông coi, bọn họ tới rồi. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Tốt tốt, đứng lên đi. Phu thê vào bái. Đưa vào động phòng. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng tiểu Phúc. Chúc mừng nha. Đa tạ. Các huynh đệ, hôm nay là ngày vui của tiểu Phúc con trai ta. Lát nữa chúng ta phải uống cho đã nha. Đa tạ. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Thật không ngờ cuối cùng cũng có thể cưới muội. Thế giới này thay đổi quá nhanh. Từ hôm nay trở đi, Lý Nhược Lan nàng chính là thê tử của ta. Ta có nên chúc mừng huynh không? Nàng cũng nên vui mừng mới phải chứ. Dù sao hôm nay cũng là hôn lễ của chúng ta. Nguyệt Văn, sao một người lại thay đổi? Ta không thay đổi, ngoài tóc hơi dài ra một chút. Hôm nay ngoài mặc nguyên bộ y phục đỏ thì tất cả đều giống y hệt như trước. Huynh thay đổi, trái tim của huynh đã thay đổi. Huynh không còn là Nguyệt Văn của trước kia. Vậy sao? Ta từ Nguyệt Văn biến thành Tiểu Phúc, nàng nên vui mừng mới đúng chứ.
Nếu không hôm nay, sao ta có thể cưới được nàng, cưới được thê tử xinh đẹp như vậy? Nào, hôm nay phu thê chúng ta uống một ly giao bồ. Quân ở ngoài kia uống chưa đủ à? Sau khi về tới phòng, phải uống ly rượu giao bôi với nương tử. Đây là họ dạy cho ta. Vậy thì người ta có dạy huynh vào phòng phải tháo khăn trùm đầu cho thê tử không? Ta xin lỗi. Ta phải giết ngươi, ta phải giết tên súc sinh nhà ngươi. Dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Sao? To gan, còn dám hành thích à? Bị thương có nặng không? Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao đâu. Hải Phong ca, đây là chuyện riêng của vợ chồng ta, có thể để bọn ta tự giải quyết không? Dĩ nhiên. Đi. Chúng ta dự bái thiên địa, chẳng lẽ nàng đã quên ta là chủ phu của nàng à? Nguyệt Văn, ngươi đúng là vô sĩ. Trước đây cũng y như bây giờ, chỉ có thái độ của nàng là khác thôi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây. Không được qua đây. Buông ta ra, ngươi là đồ súc sinh. Ngươi là đồ súc sinh. Ta tới để cứu muội. Nhược Lan, ta tới để cứu muội, để lấy được lòng tin của bọn chúng, ta bắt buộc phải làm như vậy. Ta sẽ đưa muội rời khỏi chỗ này, muội phải cố gắng phối hợp cùng ta. Bây giờ chúng đang ở ngoài cửa, muội đã hiểu chưa? Ta vẫn là Nguyệt Văn của trước đây, không thay đổi. Lời của huynh là thật chứ?
Muội biết huynh không phải người xấu mà. Ta không phải. Nhưng huynh thật sự rất giống người xấu. Người ngay thẳng dùng cách xấu, cách xấu dẫn đúng. Người xấu dùng cách ngay thẳng, cách ngay thẳng dẫn sai. Ngươi là đồ súc sinh, sao ngươi đối xử với ta như vậy? Ta xin lỗi. Nàng biết ta thích nàng cỡ nào mà. Nàng có biết không, từ trước tới giờ ta vẫn luôn thích nàng. Mùi xin lỗi. Không sao. Còn đau không? Không đau nữa. Mùi đi ngủ sớm đi. Mùi không ngủ được. Chắc là bây giờ bọn chúng đi rồi. Chúng ta làm sao cứu được cha của mùi? Cha mùi chắc không bị chúng ta gạt chứ? Thật ra thì dù hai người chúng ta có kết hôn thật, cha mùi cũng sẽ không tiết lộ chút xíu nào bí mật. Vậy thì tốt. Chờ khi nào có cơ hội, chúng ta cứ nắm chắc là được. Nghỉ ngơi sớm đi. Dĩ tam thiên đại thiên thế giới, toái vi vi trần, du ý dân hà, sĩ vi trần chúng. Tấn công đi. Cậu tấn công trước.
Ông không muốn chiếm tiên cơ à? Ta muốn hậu phát chế nhân. Ông thắng rồi. Ông cười cái gì? Tốt, tốt. Đao pháp rất tốt. Cho hỏi, ông vừa dùng đao pháp gì? Cái này, ta vừa mới nghĩ ra, chuyên dùng để đối phó côn pháp của Thiếu Lâm. Có đao pháp này, Thiếu Lâm tăng binh không còn là đối thủ nữa. Sau này, võ sĩ của chúng ta đều có thể sử dụng loại đao pháp này. Huynh đã không dùng hết sức, nhưng côn pháp của Thiếu Lâm khi đứng trước Tá Tá Mộc đều bị áp chế. Không ngờ mới đó mà Tá Tá Mộc đã tìm ra cách đối phó với côn pháp Thiếu Lâm. Như vậy dung đao càng nhanh, ra tay càng nguy hiểm. Rõ ràng hắn đã đoán chính xác hướng ta ra tay. Hắn dùng quan tâm sụt, đọc những suy nghĩ trong đầu của đối thủ, phán đoán vị trí đối thủ ra tay. Chiêu đầu tiên mà đắc thủ thì có thể tấn công liên tiếp, cho tới khi đối thủ bó tay chịu thua. Vậy huynh nghĩ ra cách giải quyết chưa? Ta phải mau chóng báo cho Phương Trượng Sư Thúc biết, để ông ấy sửa lại côn pháp Thiếu Lâm. Chúng ta có thể rời khỏi à? Chúng ta bắt buộc phải rời khỏi. Hơn nữa còn phải dẫn theo cha của muội. Lỡ như chúng ta không thể rời khỏi, phong cảnh ở đây rất đẹp, cho dù chết cũng có thể mỗi ngày ngắm biển. Nhược Lan à, cười lên đi. Thật ra chết không đáng sợ chút nào. Đi. Hai người đi đâu vậy? Hải Công ca, ta muốn vào trong thăm nhà phụ. Tình cảm phu thê hai người tốt thật ha. Phu thê thì không phải nên như vậy à? Vậy sao? Hải Phong ca, chẳng lẽ huynh muốn phản đối bọn ta à? Được, ta vào trong cùng hai người. Hải Phong ca, qua bên này nói chuyện một chút. Hải Phong ca, cuối cùng ta đã biết tại sao tới bây giờ huynh vẫn chưa tìm ra được bí mật. Tại sao vậy?
Bình thường huynh không cùng Lý Trung Thành qua lại cho có tình cảm, làm sao có cơ hội? Để không muốn ta vào? Đương nhiên không phải. Nhưng mà ông ấy hận huynh. Còn Nhược Lan thì khác. Lý Trung Thành sao có thể hận con gái của mình? Còn ta là con rể của ông ấy. Được, ta sẽ về chờ tin tốt của đệ. Ta sẽ cố gắng. Trí nhớ của muội có tốt không? Quý muốn muội nhớ cái gì? Mọi thứ liên quan tới Liệt Biểu Sơn, hay là chúng ta cùng nhau ghi nhớ? Thiếu gia, ta đang ghi nhớ. Nhưng mà có lẽ ba người chúng ta không thể thoát ra cùng lúc. Cũng có thể chỉ có một người thoát được. Chuyện này không ai có thể bảo đảm. Nguyệt Văn, chúng ta nhất định phải cùng nhau thoát ra. Ta cũng hy vọng như vậy. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị thật tốt. Muội đã hiểu. Tiểu Phúc. Cha. Lão thuyền chủ, đi chơi có vui không? Nơi này thật sự rất đẹp. Cha hỏi nàng có vui không kìa. Ở đây khắp nơi đều được canh phòng, tốt nhất hai người đừng đi lung tung. Nếu xảy ra chuyện gì, ta rất khó ăn nói. Ta biết Hải Phong ca quan tâm ta, nhưng mà quên yên tâm đi. Ta biết chỗ nào được đi, chỗ nào không được đi. Tiểu Phúc à, con chỉ cần làm tốt chuyện quan trọng nhất là được. Cha, con biết rồi. Nhưng mà con muốn dẫn Nhược Lan đi dạo. Mấy ngày nay nàng ấy quá bức bối. Nhược Lan làm sao vậy? Nàng ấy có rồi. Con nói cái gì? Nhược Lan có rồi. Con nói là Nhược Lan có con của con rồi à? Tốt quá rồi. Cuối cùng ung gia của chúng ta có hậu rồi. Người đang nghĩ gì? Có phải là đang nghĩ làm sao để trốn thoát? Nhưng mà muội nghĩ kiểu gì, ba người chúng ta cũng không thể thoát khỏi. Huynh đang luyện quan tâm thuật. Thật ra muốn phá đạo pháp của tá tá mộc cũng không phải khó. Huynh nghĩ ra cách rồi à? Chỉ cần đem công pháp thiếu lâm sửa đổi một chút. Nhưng mà nếu chúng ta không thể rời khỏi hòn đảo này, công pháp tốt cách mấy cũng vô dụng. Cơ hội sắp tới, không còn bao lâu nữa chúng sẽ có hành động. Nhược Lan, chỉ cần sự chú ý của chúng không hướng về phía chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội. Chúng ta phải nắm chắc cơ hội. Hai vị huynh đệ vất vả rồi. Thiếu thần chủ đang gọi hai người. Huynh ấy đang ở ngoài cửa. Hai người yên tâm đi, chỗ này để ta canh chừng giùm cho. Không sao đâu. Đi. Nhược Lan, mau thay y phục. Cha, Nhược Lan, là con. Đây, con thay y phục cho cha. Mau. Nguyệt Giang, mau. Đi thôi. Mau.
cẩn thận. Đa tạ. Mau lên, có người muốn trốn. Chúng phát hiện ra chúng ta rồi. Mau lên. Không được, bị chúng phát hiện ra chiếc thuyền này không ai thoát được. Chúng ta liều một lần đi. Không, người và lão bá đi trước. Ta ở lại cản chúng. Mau, Nguyệt Văn, không được. Nhược Lan, chẳng lẽ mùi quên chúng ta nói gì rồi à? Dù là ai thoát ra ngoài cũng phải nói lại tình hình ở đây cho Thích Kế Quan biết. Dù thế nào đi nữa, Thích Kế Quan cũng sẽ đánh bại Hoa Khấu. Nhưng mà chúng sẽ giết chết huynh. Ta là ai? Ta vốn là thứ xui xẻo, được sinh ra do gặp dịp thì chơi. Sống có gì vui, chết có gì buồn. Nguyệt Văn, đừng nói với mụi mấy câu cửa miệng của tăng nhân. Huynh không còn là tăng nhân nữa. Mau đi đi. Tuy ta không thụ giới, nhưng ta sẽ không quên. Ta xuất thân từ Thiếu Lâm Tự. Nguyệt Văn, mụi không bỏ quên lại. Nhược Lan, mau đi đi. Nguyệt Văn, mụi không thể bỏ quên lại. Nếu như ta chết, Hoa Khấu cũng bị diệt. Chẳng lẽ cái chết này không đáng à? Lão bá, con chỉ có một mong ước. Hy vọng ngươi có thể đem số bạc trong Hoa Khấu đó giao cho Thích Kế Quan. Được, ta hứa với cậu. Mụi nên đến mừng cho ta mới phải. Bảo, Hoa Khấu tới rồi. Hai người mau đi đi. Nguyệt Văn, Quỳnh nhớ cẩn thận. Đi đi, mau lên. Nguyệt Văn, mùi ở Ninh Ba chờ Quỳnh. Bọn họ đi rồi à? Ta không biết ngươi đang nói gì. Mau lên. Tiểu Phúc, tên Giang Tế, ngươi nói gì vậy? Bớt giả bộ đi. Ta hỏi ngươi, Lý Trung Thành đâu? Nhà phụ ta chắc đang ở trong phòng. Đã gửi ta về tính sổ với ngươi. Không được để bọn chúng chạy thoát. Đuổi theo. Người dám ra tay thật. Hôm nay không ai được rời khỏi chỗ này. Đừng tưởng ta không dám giết ngươi. Ta không định còn sống sót. Đừng nghĩ mình là con trai của phụ vương thì không ai dám đụng tới ngươi. Lên. Phong nữ, ra tay đi. Bắt được Lý Trung Thành, giao ta nửa tiền. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tiền của Lý Trung Thành phải chia cho ta một nửa. Phản rồi, phản rồi. Rốt cuộc có ra tay không? Ta vừa đưa ra điều kiện. Giỏi lắm Phong nữ. Ta không tin. Không dựa vào ngươi thì ta không giết được. Bắt được Lý Nhược Lan rồi. Ta giết ngươi. Sao thuyền chủ, ngươi không được sát hắn. Lão thuyền chủ đã đến. Không thể giết hắn. Lão thuyền chủ sắp tới rồi. Cho dù ta giết không được ngươi, ta cũng phải phế ngươi.
Dừng tay. Phụ hoàng. Phụ dương. Xuất sinh. Nguyệt văn. Nguyệt văn. Phụ dương. Tiểu phúc đã cho con Lý Trung Thành đi rồi. Còn không đuổi theo. Mau đuổi theo. Không kịp nữa rồi. Bây giờ đang thuận gió. Chắc họ đã tới Ninh Ba. Tại sao con lại làm vậy? Sao con lại làm vậy? Con chỉ hy vọng bọn con có thể đánh bại Hoa Khấu. Cuối cùng bây giờ cũng đã có một cơ hội. Ta thật hối hận. Lúc đầu đã giữ con lại Liệt Biểu Sơn. Cha, không phải cha sai ở chỗ giữ con lại, mà sai ở chỗ cha đi lầm đường. Con làm tao quá thất vọng. Phụ Dương, để con giết chết tên gian tế này. Khi nói về trước